Người đến dự tòa tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khá ngạc nhiên vì thấy một bà cụ tóc bạc trắng bị còng tay, dáng run rẩy từng bước mệt nhọc. Theo cảnh sát vào phòng xử, cũng vì sức khỏe của bị cáo không bảo đảm nên hội đồng xét xử sơ thẩm cho phép bà ngồi trong suốt thời gian xét xử. Canh bạc đỏ đen đưa lối. Trong căn phòng sửa rộng và vắng người, bị cáo chỉ ngồi lặng lẽ đợi các vị bồi thẩm đoàn vì bà biết chẳng có ai là chỗ dựa tinh thần lúc này. Lưng còng, những sợi tóc bạc loà xòa rủ xuống, hai bàn tay bà chấp lại như trĩu xuống trong sức nặng của cái còng lạnh giá. Co ro bà chờ đợi, nhiều bước chân đi ngang qua bà cũng mặc nhiên như không biết. Bà chờ đợi phiên tòa đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời của mình. Mấy ai biết được bị cáo tóc trắng phau này là một Việt kiều. Tối ngày 20 tháng 5 năm 2016, Hải quân cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thấy trong vali của hành khách Nguyễn Thị Quang, 78 tuổi, quốc tịch Úc, trên chuyến bay từ Việt Nam đi Úc có 5 hũ nhựa đựng mắm. Khả nghi, hải quan kiểm tra phát hiện bên trong mỗi hũ mắm có bịch ni lông chứa chất bột màu trắng. Qua giám định, hải quan khá bất ngờ vì cụ già này vận chuyển trái phép gần 4.182 gram heroin. Tại tòa, bị cáo Quang khai nhận vợ chồng bà định cư ở Úc từ năm 1991. Thỉnh thoảng, bà đến casino gần nhà đánh bạc. Sau nhiều lần thua trên chiếu bạc, bà mắc nợ 4.000 đô la Úc. Khoảng đầu năm 2016, trong một lần đỏ đen ở casino, bà làm quen với một phụ nữ tên Lộc. Người này ngỏ ý giúp bà kiếm tiền trả nợ, nghĩ không có gì để mất, bà nhận lời ngay mà không cần truy xét nông sâu. Tại tòa, bị cáo Run Run khai nhận Lộc đề nghị bị cáo về Việt Nam mang ma túy sang Úc và hứa trả công 40.000 đô la Úc. Bị cáo được ứng trước 5.000 đô la. Những đồng tiền tội lỗi đó và chiếc vali từ một phụ nữ tên Bé Hai đưa đến đã khép lại cánh cửa cuộc đời bà, từ lúc nào bà cũng không nhớ rõ. Tuổi tác cứ vãn mức án. Cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Thị Quang tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy với khung hình phạt từ chung thân đến tử hình. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định vì khối lượng ma túy thu giữ quá lớn nên pháp luật cần nghiêm trị, lấy đó để răn đe, giáo dục. Dù vậy, vì đại diện Viện Kiểm sát đã ghi nhận tình tiết, bị cáo tuổi cao và có thái độ thành khẩn, hối lỗi. Trong phần bào chữa, luật sư chia sẻ, trong quá trình tiếp xúc, bà nhận thấy bị cáo bị hạn chế khả năng nghe. Đây cũng là một phần nguyên nhân bị cáo tiếp nhận thông tin không đầy đủ từ người thuê vận chuyển ma túy. Có lẽ bị cáo đồng ý làm thuê lấy tiền công, nhưng không ý thức hết mức độ nghiêm trọng và hậu quả mình phải gánh chịu, vì luật sư trình bày. Ngoài ra, không con cái, chồng lại mất, nên bà lão này tìm quên trong cờ bạc để rồi đưa đẩy đến việc phạm trọng tội lúc tuổi cao sức yếu. Suốt phiên xử, bị cáo cố gắng muốn biết những lời phán xử nhưng đành bất lực. Cứ mỗi lúc hội đồng xét xử hỏi hay luận tội, bà lại quay sang nghe nữ cảnh sát ngồi kế bên truyền đạt lại lời, mọi cố gắng rồi cũng đến lúc kết thúc. Khó nhọc thở từng hơi, bị cáo Nguyễn Thị Quang nói lời sau cùng, xin hội đồng xét xử cho bị cáo nói vài lời. Bị cáo nhận tội, bị cáo thấy mình có lỗi với nhà nước, mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng. Giờ nghị án, người con nuôi cũng là người thân duy nhất của bị cáo ở Việt Nam, thấp thỏm nhìn lên mẹ, liệu bà có thể nào chịu nổi những cơn ấm lạnh khi tiết trời chuyển mùa, ai sẽ là người nghe bà kể lể những chuyện không đầu không cuối, vào những lúc bà buồn miền, muốn nói chuyện, rồi khi đau lưng nhức mỏi, bà càm ràm với ai. Biết người con lo lắng vì nữ luật sư đến kế bên để hướng dẫn cho ông các thủ tục để thăm nuôi người thân. Sau khi nghe tuyên án tù chung thân, bà lão lê từng bước xuống bậc tam cấp. Chẳng biết rồi mai này bà còn nhớ đến những canh bạc đã đưa bà về Việt Nam, nhớ đến cái phiên tòa mà chắc suốt cả cuộc đời bà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước chân vào, nhớ đến những bước chân của mình không có lối về dù đường đời muôn nẻo. Lang xóm gửi đơn xin cứu xét, tử tù Đặng Văn Hiến. Nhiều người dân đã ký đơn cứu xét, gửi chủ tịch nước và nhiều cơ quan trung ương. Xin giảm án tử hình đối với tử tù Đặng Văn Hiến trong vụ xả súng ở Đắk Nông. Sáng ngày 15 tháng 7, nhiều người dân sinh sống tại tiểu khu 1535 thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã ký đơn xin cứu xét cho tử tù Đặng Văn Hiến. 47 tuổi, ngụ tiểu khu 1535, người vừa bị tuyên án tử hình do nổ súng bắn chết 3 người và làm 13 người khác bị thương.
trong lúc tranh chấp đất đai. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hiến về tội giết người. Theo đơn cứu xét, người dân tại tiểu khu 1535 không đồng tình với bản án phúc thẩm, đặc biệt là việc y án tử hình với bị cáo Đặng Văn Hiến mà lại giảm án cho bị cáo. Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phó Giám đốc Công ty Long Sơn, Phạm Công Thiện, Quản lý Công ty Long Sơn. Lý do người dân đưa ra là việc Hiến dùng súng chống lại người của Công ty Long Sơn, chẳng qua là giọt nước làm tràn ly. Hai cấp tòa chưa có cái nhìn toàn cục. Khi mà bát cơm manh áo của người dân nghèo nơi đây luôn bị đe dọa, rình rập, không biết sẽ bị tước mất lúc nào. Từ năm 2008 đến nay, Công ty Long Sơn đã thuê côn đồ sử dụng các phương tiện cơ giới máy móc, hung khí, công cụ hỗ trợ san ủi cây trồng. Trên diện tích hàng trăm hecta đất đai là nguồn sống chính của người dân nghèo nơi đây, nên đã đẩy sự bức xúc của người dân lên đến đỉnh điểm. Cũng theo đơn người dân, Công ty Long Sơn đã bất chấp pháp luật, bất chấp sự chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, hủy hoại hàng trăm hecta cây trồng, đánh người, bắt giữ người, có đến mấy chục vụ. Từ năm 2008 đến nay, đã có ít nhất 14 người đã bị bắt đi tù do chống lại Công ty Long Sơn. Mỗi khi xảy ra tranh chấp với Công ty Long Sơn, thì hầu như việc giải quyết của chính quyền địa phương đều quy kết lỗi thuộc về người dân và lẽ phải thuộc về công ty. Ông Sửu tổ chức hủy hoại tài sản trái pháp luật đã gián tiếp gây ra cái chết của 3 người và 13 người bị thương, nhưng được giảm án từ 6 năm tù xuống 4 năm 6 tháng tù, giảm án cho Thiện từ 4 năm tù xuống 2 năm tù. Là không có căn cứ, bất bình thường gây bức xúc trong dự luận. Đồng thời, không truy cứu người của Công ty Long Sơn. Trong những lần hủy hoại tài sản trước đó, là bỏ lọt hành vi phạm tội. Cũng theo đơn cứu xét, hình phạt tử hình thường chỉ có thể áp dụng trong trường hợp xét thấy đối tượng phạm tội không còn khả năng cải tạo giáo dục. Còn ông Đặng Văn Hiến là một người nông dân chân chất, chưa từng có tiền án tiền sự, hoàn cảnh khó khăn, vợ yếu, con thơ, phạm tội một cách thụ động thì có thể cải tạo giáo dục được. Chúng tôi mong rằng quý cấp soi xét, ân giảm cho Đặng Văn Hiến, được miễn tội chết hoặc cần thiết phải kháng nghị, hủy hai bản án để giải quyết lại một cách toàn diện, triệt để, không bỏ lọt người, lọt tội, đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp, đơn cứu xét nêu. Trước đó, ông Đặng Văn Hiến cũng có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm tội tử hình. Kẻ sát hại 5 người ở Bình Tân, cha mẹ cũng chối bỏ. Được dẫn giải tới tòa, dù giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Tình vẫn hướng mắt tìm người thân. Từ khi bị bắt, chỉ có người chị gái quan tâm, còn cha mẹ dường như cũng chối bỏ hắn. Sau gần 5 tháng, gây lên vụ thảm sát đẫm máu, giết hại cả gia đình 5 người, trong gia đình anh Mai Xuân Trinh, ngày 9 tháng 7, Nguyễn Hữu Tình đã phải ra tòa để trả giá cho tội ác của mình. Bước khỏi xe thùng, dù giữ vẻ mặt lạnh lùng, có phần tàn nhẫn, nhưng trong ánh mắt Tình vẫn khắc khoải tìm kiếm người thân. Thế nhưng, trước mặt hắn, chỉ là những ánh mắt giận dữ, căm hận của gia đình bị hại, người thân hắn, không một ai tới tham dự phiên tòa. Theo luật sư bào chữa cho Tình, từ ngày bị bắt, cha mẹ Tình không một lần hỏi han hay thăm nuôi, chỉ có duy nhất người chị gái 2 lần gửi đồ vào trại cho hắn. Tôi không có số điện thoại của cha mẹ Tình, muốn liên lạc để hỏi xem gia đình có giấy tờ bằng khen gì để làm cơ sở xin giảm án cho bị cáo mà không có, vị luật sư cho hay. Dù con trai đã tước đoạt mạng sống của 5 người, nhưng cha mẹ Tình cũng không hề có một lời xin lỗi, thăm hỏi gia đình bị hại. Ngày ra tòa, cả cha mẹ và người chị gái cũng không hề xuất hiện. Có lẽ, trước tội ác quá man dợ của con, gia đình Tình đã chối bỏ hắn. Sinh ra trong gia đình nghèo, ở ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, nên học xong lớp 9, Tình bỏ học để vào đời bươn trải, dáng người nhỏ thó hơn rất nhiều so với bạn cũng trang lứa, nhưng khi mới 14, 15 tuổi, hắn đã bỏ quê lên thành phố Hồ Chí Minh, làm phụ hồ, công việc nặng nhọc, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền, nên Tình chán nản. Đúng lúc đó thì hắn được anh Mai Văn Căn, họ hàng với anh Trinh, giới thiệu vào làm tại xưởng của anh Trinh. Đáng lẽ ra, với công việc nhàn nhã, ổn định hơn nghề phụ hồ, thì Tình phải tu chí làm ăn. Nhưng không, dù mới qua tuổi 18 vài ngày, hắn đã tối ngày nhậu nhẹt, khiến công việc bị ngưng trệ, không hiệu quả, nên thường xuyên bị chị Mai Thị Hồng mắng chửi. Theo lời khai của Tình tại tòa, gà ghét nhất là bị chửi bậy, bị cáo nhắc rất nhiều lần, nhưng bà ấy vẫn không thay đổi. Bị cáo rất tức giận, mới ra tay.
nếu bà Hồng không chửi bậy đối với bị cáo, chắc chắn sự việc này đã không xảy ra. Tình Trần Tình ác cảm sẵn ở trong lòng, nên chiều 27 Tết, ngày 12 tháng 2, trong lúc ngồi ăn cơm tất niên với gia đình ông Trinh, Tình nói chuyện với bà Hồng rằng muốn ứng 5 triệu đồng, nhưng bà Hồng không đồng ý. Tàn tiệc, Tình xin ngủ lại và lên lầu nằm ngủ. Khuya cùng ngày, Tình thức giấc và nghe vợ chồng ông Trinh nói về việc mình làm việc lười, ngủ nhiều thì rất tức giận. Lúc này Tình nảy sinh ý định sát hại gia đình ông Trinh. Rạng sáng ngày 13 tháng 2, Tình cầm con dao xếp tấn công và sát hại cả gia đình ông Trinh, gồm hai vợ chồng ông và ba con nhỏ. Đặc biệt, khi đi băng bó vết thương, thấy bà Hồng vẫn còn u ớ chửi mình, hắn điên tiết, bồi thêm mấy nhát dao, cho tới khi bà chủ chết hẳn, mới dừng tay. Lúc đó bị cáo nghĩ, bà ấy bị đâm rồi, mà vẫn còn chửi được nữa, nên bị cáo quay ra đâm tiếp. Tình lạnh lùng nói, cùng gây ra tội ác như Tình, nhưng sau khi gây án, Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương đều vội vã rời khỏi hiện trường, còn Tình vẫn bình thản, mở tủ lạnh lấy nước uống và mang trái cây ra gọt ăn, như không hề có chuyện gì. Trong suốt phiên xét xử, thái độ, giọng nói của Tình không hề có chút hối lỗi, đôi khi còn tỏ thái độ bất cần. Có lẽ hiểu được, tội ác của mình không bao giờ được tha thứ, nên Tình bình thản đối diện. Được nói lời sau cùng, trước khi tòa nghị án, lúc này Tình mới nhẹ giọng, tôi xin lỗi gia đình bị hại, vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi đã gây ra hậu quả lớn. Con xin lỗi ba mẹ, con chưa trả hiếu được cho cha mẹ. Vì hành động thiếu suy nghĩ, con phải trả giá bằng mạng sống của mình. Em xin lỗi anh Khởi, vì em mà anh phải dính vô việc rắc rối này. Em xin lỗi chị Tiên, đã giúp đỡ em lúc khó khăn nhất. Cuối cùng, bị cáo xin hội đồng xét xử cho bị cáo hiến tạng, để bị cáo cảm thấy thanh thản hơn. Khi chủ tọa tuyên án tử, trên khuôn mặt bất biến của Tình, không một chút lay động, hắn lạnh lùng lên xe, trở về trại giam.